Xin chào các bạn, sẽ làm một con chuột chuột. Trước tiên mình sẽ vẽ mặt con chuột chuột. Sau đó mình vẽ lên người con chuột chuột. Sau cùng mình sẽ vẽ đến thân con chuột chuột. Bây giờ các bạn hãy xem mình vẽ lại nhé. Giờ mình sẽ cắt con chuột chuột này các bạn.
Mình đã cắt xong con chuột chuồn rồi, bây giờ mình sẽ cắt đi. Hai cái mắt xanh con chuồn chuồn các bạn. Các bạn ơi, mình vừa làm xong con chuồn chuồn rồi đấy các bạn à. Video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.